lùng biến lên hát nốt lạ lùng, rõ ràng ông bơ thoải chân dung khác thường. Thank you.
Đông Đình Hồ, nước bạc lòng long lanh, xôn xao sóng vỗ bên gành, bên gành trắng 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 soi để tay tiên chuốc chén rượu đàn. Nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc các cô quyền và mời rước ông bơ hoàng sư ta rồi rước ông bơ hoàng sư tay tiên chuốc chén rượu đàn. Nhịp tuần mà nồng lên trên bề ngọc tìm các cô ông bơ hoàng sơn ta rồi giúp ông bơ hoàng sơn nhị à tam bôi nhất nhất tuần sơ nhị tuần à ông hiến càn rồi tam bôi dâng lên bề ngọc các cô khuyên mời là mời giúp ông bơ rơi các cô quyết mời là mời ông hiến tam tuần chúng nam mô Phật từ bi có ông bơ thoải tu nhân theo hầu Phật tổ ông đi cứu dân tam thập mà lục châu quyên cai
thập lục ngàn châu ơi. Sơn trang mãn thổ quy đầu dâng câu thiên bảo chuốc lời, chuốc lời tăng tăng
nào là lư thủy đào hoa. Nào cô tiêm thuốc cụ phà trà, cụ phà trà nơi chén cù đồng quỳnh hương các cụ chuốc chén trà cù long cô dâng bình lòng các bạn tiến dâng ông chén tưởng kim bàn đi mẫu đơn cùng trà long tình để lúc thừa nhàn hoàng
tình bóng hoàng về ngày hôm nay bái tình hoàng về thân hương con đào nhang đang phục ở tâm thành những chữ nam tô a di đà phật hoàng gia ngự đồng phép thời khí thần thông
trong xa chung. Từ ba
chi bày hết thầy thu đông. Bạc nam xin lòng đền ông người đi mà ngờ nước dòng. Nước dòng lam dâng. Nghe tiếng chuông vang con thấy bóng quan hòa lan ra nơi cung vàng mặc áo tràng gầm tu hoa tay tiên viết câu thư thần cầm quạt bước chân 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 dòng ngàn lưu lô anh bà để lòng hoàng xiết ba niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi ba lòng còn luyến lưu này mơ tiệc hôm nay vui quá đi thôi. Vâng lệnh vua cha hoàng mình phong kiếm cờ xưa loài sắc nắng phút tan không ngờ khai hòa ca hạt xa theo gió mây bóng về tiên trời ra dù chân gian nay không còn vẫn hương mơ vì tôi kế hoàng nên còn hoàng mới giang lâm đàn trà đệ tử con đi cầu mong nương kinh bái phật tuyên kinh quan hoàng mười giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm ông ban cho đồng ngày ngày tai những xưa chi tháng năm mang lành tâm hạnh phúc tâm lai nay ông xa đồng đi vòng hào quang tươi sáng tiếng ca cũng đang đón hoa vui ngựa chân liêu
sáng, tiếng ca cũng đã đón hoan vui ngựa chân xa. Bốn phương nước non thanh bình, được đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà con lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng anh bóng cắp dương già mới hay trong việc đạo lành. Có ai bằng ta khi ông dáng lên dương đồng đèn sạc người sáng như hào quang. Trong mấy sự nghệ vui nhất buổi chờ vinh đẹp nhất có câu mà bên thủy tối anh linh đền thờ quan hoàng người tối anh linh đền thờ quan hoàng người ngẩn trên ơn trên những biển mà những trời kia mà có ơn trên những biển là những trời ơn hoàng họ Trần con xin nguyện sẽ được làm tôi cho trọn cuộc đời sẽ làm tôi cho trọn cuộc đời. Biết đường xa hay là gần, muốn đi thì chớ có tần ngần họ Trần. Nếu muốn đi thì chớ tần ngần, muốn vô đền quan đi hạng thập thì đừng hỏi gần hay xa. Đường đi dù đường đi dẫu có cách trở sớm nhất nhi tâm tìm tới hoàng độ, đường xa cũng nên gần, đường xa cũng nên gần. Cảnh tên cùng sự một lòng, một lòng không hai. Con xin hoàng tiếp lộc mà chiêu tài cho gia chúng thịnh vượng được phúc lại hòa chung.
thiên xe ngang mây vàng, cười con xinh tiểu rước rằng về bến thủy Nghệ An thanh ra hồi tụng lên.